Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Bảng nhân 9, sách giáo khoa môn toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 67 nào. Rồi, mình sẽ vào với cái hoạt động mở đầu nè. Như vậy ở đây, người ta yêu cầu nè, tính các tích trong bảng nhân 9. Hai bạn tranh luận với nhau, số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó, đúng không? Đấy, ví dụ chúng ta có 6 nhân với 1 thì cũng bằng gì? Chính nó này, đúng không? 9 này, nhân với 1 này cũng bằng chính gì? Chính nó, đúng chưa nào? Rồi, như vậy thì bạn Nam lại nói, vậy thì từ 9 nhân 2 cho đến 9 nhân 8 chúng ta tính thế nào? À, như vậy thì bạn Nam lại hỏi tiếp, 9 x 9 bằng bao nhiêu? Và bạn nữ trả lời, dễ ợt, có rất nhiều cách tính. Vậy thì bạn nữ sẽ có những cách tính như thế nào? Rất quen thuộc, đúng không? Chúng ta sẽ có này, 9 nhân với 9, tức là 9 này được lấy mấy lần? 9 lần, đúng không? Thì sẽ bằng bao nhiêu? 9, con số 9 chúng ta cộng với nhau, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đúng không nào? Vậy thì 9, con số 9 này mình cộng với nhau sẽ được bao nhiêu? 80 mấy? 81. Vậy thì đây là một cách các em nhé. Hoàn thiện cái bảng nhân 9 này, chúng ta sẽ có cách thứ 2. Bây giờ thầy tạm bỏ cái này xuống, chúng ta cùng hoàn thiện cái bảng nhân 9 nhé. Rồi, ở đây có này, 9 nhân 1 bằng 9, được chưa? Tức là gì? Số 9 nhân với 1 là bằng 9 à. 9 x 2 bằng 10, 18. 9 x 2 tức là gì? 9 cộng thêm 9, đúng không nào? Tức là số 9 này này, các em cộng thêm 9 hay là đếm thêm 9 nữa thì sẽ được 10, 18. 9 x 3 bằng 27. Từ kết quả của 9 x 2 các em cộng thêm 9 sẽ được 9 x 3, được chưa? Tương tự như vậy thì mình sẽ có 9 x 4 bằng 36. 9 x 5, 45. 9 x 6, 54. 9 x 7, 63. 9 x 8, 72. 9 x 9, 81. 9 x 10 là 9 gì? 90. Đấy. Vậy thì cái cách thứ hai của bạn nữ đây nè, tức là từ phép tính 9 x 8 bằng 72, từ số 72 này bạn đếm thêm 9. Như vậy thì chúng ta sẽ có 9 x 9 là 81, được chưa? Rồi, và chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại bảng nhân 9 một lần nữa. Sau khi thầy đọc xong, các em sẽ dừng video lại và chúng ta đọc cho thuộc cái bảng nhân 9 này nhé. 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 18, 9 x 3 bằng 27, 9 x 4 bằng 36, 9 x 5 bằng 45, 9 x 6 bằng 54, 9 x 7 bằng 63, 9 x 8 bằng 72, 9 x 9 bằng 81, 9 x 10 bằng 90. Được chưa? Các em hãy dừng video lại. Sau đó chúng ta đọc cho thuộc bảng nhân 9.
để làm các bài thực hành và luyện tập ở dưới đây. Rồi, khi các em đã thuộc, chúng mình sẽ đến với bài thực hành số 1. Bài thực hành số 1 yêu cầu điền số nào? Rất quen thuộc, đúng không nào? 9, 18, 27. Tức là mình sẽ đếm thêm gì? 9 này. 9 thêm 9 sẽ là 10, 18. 18 thêm 9 là 27. 27 thêm 9 là bao nhiêu? 30 mấy? 36. 36 thêm 9 bằng bao nhiêu? 40 mấy? 40. 45. 45 thêm 9 là 5. 54. 54 thêm 9 là 6. 63. 63 thêm 9 là 7. 72. 72 thêm 9 là 8. 8 mấy? 81, đúng không? 81 thêm 9 là 9 gì? 90. Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành bài số 1. Bài số 1 này chính là phần nào đây? Đây các em. Đó. Đúng không? Đấy, đúng chưa nào? 9 nè. 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 và 9 gì? 90. Ô văn kê. Sang bài số 2. Đọc phép nhân trong bảng nhân 9 có tích là mỗi số dưới đây. Đó. Như vậy thì bắt buộc các em phải gì? Thuộc được bảng nhân 9 nhá. Rồi, 27 thì bằng mấy nhỉ? 9 nhân 3, đúng không? 9 này thì bằng mấy? À, bằng 9 nhân cho 1. 18 là 9 nhân 2. 90, à 90 này là 9 nhân 10. Được chưa? Tiếp theo, 72, à 72 này chính là 9 nhân 8. 45, 45 này chính là 9 nhân 5. 81 chính là 9 nhân 9. 63 chính là 9 nhân 7. 54 9 nhân 6. Và 36 này chính là 9 nhân 4. Ô văn kê. Được chưa các em? Ổn chưa nào? Xong nhá. Rồi, chúng mình sẽ đến với bài luyện tập số 1. Người ta yêu cầu tính nhẩm. Như vậy ở đây chúng ta có tất cả những phép tính này đều nằm trong bảng gì? Nhân 9. Hãy dừng video lại, hoàn thiện các phép tính ở đây. Sau đó đối chiếu kết quả làm bài của các em với kết quả làm bài của thầy. Nếu chỗ nào không đúng thì sửa lại. Được chưa? 9 x 2 10 8 9 x 4 3 6 9 x 3 2 7 9 x 5 4 4 mấy? 45. Được chưa? 9 x 8 7 2 9 x 6 5 4 9 x 7 6 3 9 x 9 8 1 0 x 9 thì bằng 0. 9 x với 10 là 9 gì? 90. Xong bài số 1 nhé. Sang bài số 2. Điền
cái số nào. Như vậy ở đây các em cùng quan sát này. Vượn mắt kính. Đấy, tức là sao? Tức là con mắt của nó là gì? Giống như cái kính như này. Người ta gọi nó là gì? Vượn mắt kính các em. Hiểu chưa? Đó, và hình ảnh của nó đây. Là loài vượn nhỏ nhất thế giới. Các em nhớ phân biệt giữa con vượn với con khỉ nhá. Nó cũng giống nhau nhưng mà gì? Hình dáng của nó là gì? Sẽ có cái khác nhau. Đặc biệt con này là gì? Có đôi mắt của nó giống như là gì? Kính. Người ta gọi là vượn mắt kính. Tuy nhiên, vượn mắt kính có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân của nó. Tức là chiều dài của nó có 9cm thôi, mà nó nhảy được bao nhiêu? Gấp 70 lần số này. Vậy thì người ta hỏi này, một con vượn mắt kính có chiều dài thân là 9cm, con vượn này có thể nhảy xa bao nhiêu cm? Đấy, các em thấy này, nó nhảy được gấp 70 lần. Đúng không? 70 lần à? Mà con vượn này mấy? 9cm. Nhảy xa gấp 70 lần thì mình sẽ có 9 x 7 70. Được chưa? 9 x 70 tức là chúng ta chỉ cần lấy 9 x 7 chục là 63 chục. Đúng không? Sẽ là 630. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ điền đây là số 630 cm. Và thông tin về loài vượn mắt kính này cũng đã khép lại bài học của chúng ta. Đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.